Hôm nay Thái Vũ sẽ hướng dẫn về bốn cái cách bật đào lên handstand. Thì vào đầu buổi tập các bạn sẽ bật lên handstand cơ bản, bật lên từng chân nhập vô năm nhịp. Bạn chỉ cần lên nhập chân vô và giữ lại một nhịp thôi. Và lên xuống liên tục trước khi lên hết một hơi vô, bật lên nhập vô. Nén hơi lại nhập đúng rồi. Cái tường chỉ để hờ thôi đừng ráng để nó vô tường nha, ráng kiểm soát lại. Bật nhập lại siết mông. Giữ được thì giữ. Ok, tốt. Rồi thôi. Cái đấy chúng ta sẽ bật lên handstand tách chân Bật lên và tách ra sạc ngang Đúng rồi Cái mông ráng đổi tới đằng trước Cái bài này thì chỉ cần bụng siết lại thôi Không cần siết mông ha Bật tách Tương tự chúng ta chỉ cần giữ lại một dịp thôi Và lên sau xuống vậy Xuống càng nhẹ nhàng thì càng tốt Đừng để đổ vô trong tường ha, Cái tường chỉ để hờ thôi Ráng kiểm soát lại Bật tách Bật tách rồi giữ Ừ đúng rồi Tốt Rồi bài thứ ba là bật lên handstand co gối ha Bật co chúng ta cũng chỉ là cần làm 5 lần thôi bật rồi co đẩy mông tới đằng trước bật lên mông đẩy tới trước gót co về mông là giữ được gót co về mông đâu Trước khi bật lên gót co về mông ừ là sẽ giữ được đúng rồi tiếp tục gót co về mông không để xa mông mông đẩy tới mông đẩy tới đẩy tới đằng trước bật co giữ gót co về mông mông đẩy tới đằng trước cái bụng đừng có gặp quá ừ ráng giữ lại vuông góc bật lên ngay chỗ vuông góc thôi vuông góc thôi cái vai mở ra ưỡn ngực ra đừng có chờm cái vai tới cái này là cái mông vừa đổ tới cái vai vừa mở ra cái ngực ưỡn ra là nó sẽ thăng bằng được à gót coi về mông bật coi vuông góc thôi không coi quá mà cũng đừng cái này đang bị co quá nè đừng có coi gối quá giữ gối ngay vuông góc thôi đúng rồi đúng rồi rồi giữ rồi. Bây giờ mình sẽ tập để hoàn thiện cái cửa lên thứ hai là bật tách khép ha. Bật tách ra sạc ngang và khép vào trong một nhịp thôi. Đó để cho chúng ta hoàn thiện được cái kiểu bật đà chân lên handstand lần kiểu thứ hai, bật tách chân khép vô đúng rồi, giữ được thì giữ, đúng. Bật tách khép trong một nhịp, lúc khép vô thì siết mông lại. Lúc đang handstand sạc, sạc sạc ngang thì không cần siết mông nhưng mà bây giờ khép chân vô là phải siết mông lại ha thì mới giữ chắc được. Bật tách khép trong một nhịp thôi, nó vừa ra sạc ngang là phải khép liền cái tường chỉ để hờ, đừng ráng để vô tường dùng lực của mình giữ lại bật tách khép ráng đừng để tự vô tường một lần nữa có lên bật tách khép trước khi lên hình hết một hơi vô bật tách khép đúng rồi rồi ok chính xác rồi hoàn thiện cái cử bậc đầu chân lên thứ ba là bật co gối duỗi bật co rồi duỗi thẳng lên co cái đầu gối lại tí xíu bật co duỗi hết một hơi vô bật co duỗi chưa cần thẳng cái chân ra đâu Cái này là bị thẳng chân rồi Cứ bật co gối ha, Cứ co gối trước Rồi duỗi thẳng chân lên Cho nên lên, bật co duỗi Co chân vô duỗi Ừ duỗi lên duỗi ráng duỗi thẳng lên á Bật co duỗi cho một nhịp thôi Vừa co chân là duỗi liền duỗi nhanh hơn nữa Đang duỗi bị bị uh, chậm Bật co duỗi duỗi lên Ừ đúng rồi Chính xác Rồi nếu giữ được thì giữ lại Đang co gối thì không siết mông duỗi lên thì ráng siết mông vô Đúng rồi Tốt một lần nó hơi có lên đục hơi sâu vô rồi bật co duỗi duỗi nhanh lên tí xíu vừa ra hình co gối là duỗi thẳng lên liền duỗi lên tiếp tục bật co duỗi tiếp tục tiếp tục co duỗi rồi giữ ừ rồi một lần nữa thôi bật co duỗi duỗi đúng rồi tiếp tục cho nó quen đi đang co gối là duỗi thẳng ra siết mông vô đúng rồi đúng rồi rồi ok kiểu cuối cùng là bật khép chân ha thẳng đầu gối đúng rồi chính xác rồi tiếp tục ráng thẳng đầu gối là vừa bật lên là thẳng cái đầu gối ra liền dụ mũi chân Ừ, đúng rồi đó cái này là kiểu lên thứ tư kiểu lên cuối cùng của bật đà chân lên handstand và cũng là cái kiểu lên nặng nhất của bật đà cơ bản đúng rồi thẳng đầu gối ra chính xác cố lên bậc rút lên Đúng chính xác tiếp tục luôn rút cái bàn này nhiều thì vai và lưng dưới nó cũng sẽ khỏe lên nha rồi trước tiên hết một hai vô bật rút đúng rồi đúng rồi ừ, giữ lại được thì giữ đúng ừ. lên sao xuống dậy xuống được hai được xuống được hai chân nhẹ nhàng thì càng tốt bật rút đúng rồi chính xác rồi tiếp tục luôn bật rút gắn lên bật rút Ừ. Ráng lên, ráng lên. Nửa, nửa cái còn lại dùng lực lên dưới rút lên. Bật rút. Ok. Rồi tiếp theo là bật lên tầng chân nhưng mà xuống thì xuống bằng hai chân. Xuống bằng hai chân, đúng rồi. Xuống càng nhẹ càng tốt nha. Lên bằng đà, xuống bằng lực. Đó. Lên, nhập chân vô. Là rồi. Lên nhập chân. Rồi gặp bụng xuống, đúng rồi. Lúc xuống ráng đẩy cái mông tới đằng trước. Rồi gặp cái bụng hạ chân. Đó chân đưa vô càng sâu tay thì càng dễ sư sâu vô ừ nó xuống càng nhẹ càng tốt tiếp tục làm nhiều lên trước khi lên hết một hơi vô bật nhập vừa giữ lại một nhịp lại gặp lại xuống liền gặp xuống đúng rồi kiểm soát được rồi đó tốt đúng rồi có lên lên bằng đà nhưng mà xuống thì xuống bằng lực nha xuống bằng lực kìm đó ừ, đáng xuống nhẹ hơn nữa kiểm soát hơn bật nhập rồi gặp xuống nhẹ ừ tiếp tục cố lên Bật nhập gặp gặp ừ, đúng tốt rồi một lần nó hơi ráng lên ráng lên nó lên gặp rồi tốt rồi, bài thứ hai cũng như vậy nhưng mà bây giờ chuyển hành bật tách chân khép vô ha chúng ta đã lên được bốn kiểu rồi thì giờ cái áp dụng kiểu lên thứ hai nè bật tách khép xuống xuống hai chân đúng rồi tiếp tục bật tách khép xuống rồi xuống hai chân đúng rồi xuống đèo đúng rồi chính xác cố lên tiếp tục đang làm nhiều cho vai nó khỏe lưng khỏe lên rồi xuống hai chân gặp ừ, đúng rồi vừa đẩy mông tới vừa ép lực vô vai vừa gặp bụng đưa chân xuống gần tay là tự động nó xuống nhẹ nhàng à tiếp tục đi bật tách khép gặp ừ. gắn hãm lực lại xuống nhẹ hơn xuống càng nhẹ lực càng lên tiếp tục không có nghỉ lâu gặp ừ. tiếp tục một lần nữa đứng lên bật tách khép rút đúng rồi nhẹ rồi ok rồi áp dụng kiểu lên thứ hai bật uh, kiểu lên thứ ba chứ bật co duỗi rồi gập xuống gập hai chân đúng rồi đó xuống nhẹ đó tiếp tục bật co duỗi rồi gập xuống nhanh lên không nghỉ lâu bật co duỗi gập co duỗi ừ vừa co là duỗi liền vừa co là duỗi liền bật co duỗi rồi gập nhanh lên duỗi gập tiếp tục co duỗi vừa co là duỗi liền ừ rồi gặp xuống lúc gặp đẩy mông tới hạ chân nhẹ tiếp tục tiếp tục làm nhiều để cho lưng khỏe lên vai khỏe lên gặp gặp thẳng chân không có co chân thẳng chân nó mới nặng nó mới dễ lên lực đúng rồi đó chính xác tiếp tục một lần nữa cố lên bật co duỗi rồi gặp duỗi là duỗi liền vừa co là duỗi liền trong một nhịp thôi rồi gặp xuống đi gặp đẩy mông tới gặp vô rồi thôi rồi kiểu cuối cùng bật lên khép chân rồi lúc gặp xuống thì thầy gặp thẳng hai chân ừ. rồi gặp đúng rồi đó xuống nhẹ nhàng đó lực lên đó sau mỗi hiệp tập mỗi bài tập là lực có lên liền thấy không tiếp tục không có nghỉ đâu cho nên lên, bật thẳng chân lên gặp xuống gặp hai chân lên. Rồi, xuống hai chân, Đúng tiếp tục. Một hiệp ít nhất phải làm 5 7 lần, 10 lần. Ít nhất cũng phải 5 lần. Bật lên hết đã. Bật lên hết siết mông vô. Rồi đẩy mông ra gặp xuống. Lên. Ừ, nó sắp kiểm soát lại được rồi đó. Đúng rồi, gặp nhẹ. Ok. Một lần nữa. Một lần nữa nhanh lên. Không nghĩ lâu. Đúng rồi rồi đẩy mông ra, gặp vô, rồi bây giờ là mông dựa tường và hạ chân thẳng xuống ha, rồi bật lên ha, bật lên dựa tường là ừ bật ừ đúng co gối xuống, rồi thả xuống, ở à, bây giờ xuống bằng cách là co gối ha, nói ra xuống thẳng chân là bây giờ dựa mông dựa tường xuống co gối ok, co gối xuống, rồi thả chân xuống, xuống càng nhẹ càng tốt thả thả xuống đi ừ co xuống hết xuống càng nhẹ càng tốt tiếp tục làm nhiều cho vai nó khỏe lên nhanh lên Bật co gối Đặt mông vô duỗi thẳng chân Rồi co gối xuống Đúng rồi lúc lúc uh, xuống á Ép cái đầu vô trong tường cũng được Nếu mà chưa đủ lực thì ép cái đầu vô cho trong tường Hướng tới phía trước dồn lực vô tay vai Cho cái chân nó nhẹ thả chân Thì lực nó sẽ lên Xuống Ừ Tiếp tục Bài này ít nhất phải làm từ 5 đến 7 lần Tiếp tục Cho vai nó khỏe lên Co gối xuống Dồn tới Đúng rồi tiếp tục lần nữa cho nên không nghỉ lâu làm liên tục thì cái thể lực nó mới lên được cái lực vai tay nó mới lên được xuống rồi thôi tiếp theo là một bài tập thể lực rất là tốt cho cơ lên dưới cứ lên handstand hai mông dựa tường rồi gặp thẳng chân xuống 90 độ vuông góc rút lên lại đúng rồi tiếp tục xuống hít vô lên thở ra đúng rồi rồi ráng làm nhiều nhất có thể luôn ít nhất cũng phải được 7 lần đúng rồi xuống hít vô lên thở ra gặp xuống vuông góc 90 độ rồi rút lên đúng rồi tiếp tục cảm nhận lực cho phần tay vai và phần cơ lưng dưới bài này lên rất là nhiều nha ai mà nếu mà chưa gặp được xuống vuông góc 90 độ á như cái chị học viên này của thế vũ đó, thì cứ gặp xuống cái mức nào mà thấy nặng nhất thì rút lên lại ha đó xuống hít vô lên thở ra đúng chính xác cảm nhận lực cho phần lưng dưới đúng rồi mong cứ đẩy hết dầu vào tường nó xuống cái tùy mong vô trong tường ừ đúng chính xác tốt lên thở ra xuống hít vô lên thở ra tốt rồi ok nghỉ đi xíu đến với hiệp thứ hai rồi tiếp tục vô trong tường tiếp rồi đó muốn kiểm soát được rồi thấy không đó vừa xong là cái thể lực có lên liền rồi tiếp tục bật nhập vô tường nè rồi đặt mông vô trong tường rồi cũng vậy xuống vuông góc 90 độ đó vừa thấy nặng rút lên đẩy mông ra khỏi tường bây giờ thêm một bước đẩy mà đẩy mông đẩy, đẩy, mông ra khỏi tường nữa nha đúng rồi đẩy mông ra khỏi tường lúc rút lên nó đẩy mông ra khỏi tường đúng mà xuống hết vô lên đẩy mông ra thở ra đúng rồi đó bài này bài này nó sẽ nó thêm một bước nữa Đúng, chính xác, xuống vuông góc 90 độ Rồi, rút lên Đẩy mông ra khỏi tượng Ai mà chưa xuống được 90 độ Thì có thể xuống mức nào mà thấy nặng nhất thì rút lên Cũng được, đúng rồi, chính xác Nói mà này rất là tốt cho phần cơ lưng dưới nha Tập cơ lưng dưới theo một cũng một cái phương thức là Cũng là um, Khá là hơi nặng một xíu đó Đối với phụ nữ và người mới tập Thì cái này nó hơi nặng xíu đó Đẩy mông ra, cảm nhận lực vô vai nữa Ráng làm nhiều nhất có thể để cho vai nó khỏe hơn Rồi, tốt rồi bài cuối cùng ha là đặt mông vô, rồi gập gối xuống, gập hai chân thẳng xuống, rồi giữ luôn, giữ đúng rồi, giữ được cái mức nào mà thấy cái mức nào thấy nó nặng nhất á, thì giữ lại, rồi ráng giữ lâu hết mức có thể, đúng rồi, đúng rồi, giữ thẳng đầu gối, giữ mũi chân, ráng giữ, ha, cái này nó cũng tiếp tục vô lưng dưới và vô vai rất là nhiều. Đây cũng là một trong những cái thế mà nặng nhất của handstand hai tay rồi, ok, tốt rồi chúng ta nên nên làm hai hiệp nha mọi người nên làm hai hiệp đó làm hai hiệp hiệp thứ hai cũng ráng giữ lâu hết mức có thể luôn cái này nó rất là nặng ha nên là nó sẽ vào lực vai rất là nhiều rồi đó là toàn bộ cái buổi tập handstand bốn kiểu bậc